Vâng, em đang chờ anh Quất tí ạ. Vâng. Này, nhìn gì ạ? Anh ơi, anh cần nhà anh có nhà không ạ? Em ngại ông ấy lắm, cái vụ mà anh nhờ em ấy. Không phải ngại, xong là xong nhá. Mà mày công nhận không? Quá phục ông Cường luôn. Chỉ có ông mới nghĩ ra cái trò là tán gái trước cổng trường rầm rộ. Này nhá, cả cái xã này chỉ mỗi mình ông ấy có điều kiện thôi. Công nhận. Ơ thế nhưng mà anh ơi, thế nhỡ thất bại thì có phải... Nào. Đi thôi, đến giờ con Uyên nó dậy học xong rồi. Viễn ở dưới kia biết các cháu quan tâm bác như thế này chắc nó cũng ấm lòng lắm. Bác phải giữ sức khỏe nhé, sao còn bế cháu nội nữa. Mà cháu với Cân ở đây, có việc gì bác phải gọi ngay đấy. Bác biết. Còn cái Mận, chị Mận bác không phải lo, có bọn cháu với cả Uyên lo rồi. Cháu mang hộp cài sang cho chị Mận bây giờ mà. Xin lỗi. Cân à, mày rảnh không? Cầm hộp gà sang cho chị Mận giúp tao. Gà với qué cái gì? Mày ra cổng trường Nguyên luôn đi. Tay Cường chuẩn bị rước dâu ngoài đấy đấy. Nhanh. Gì? Rước dâu là sao? Mày hỏi thế bố tao cũng không biết được. Tao nghe thằng Quất nó nói thế. Nhanh lên không nó cuộn mất đấy. Bác ơi, cháu phải đi có việc rước. Bác ăn đi nhá. Tối nay có kế hoạch đi đâu không em? Em cũng chưa. À thế hả? Uyên, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì để sau nói? Anh đang làm cái gì thế? Ui. Làm vợ anh. Điên à? Không đi. Anh sẽ không đứng lên nếu như em chưa đồng ý đâu. Anh đừng làm thế ở đây. Em bằng lòng nhá. Lên xe. Cắp. Cắp xe của em nhá. Run, dừng lại. Anh Cường. Rồi thiểu gì cũng bị bàn ra tán vào cho mà xem. Kệ, quan trọng là cô chọn xe chở gà chứ không chọn ô tô. Ai mà chọn? Chẳng qua là bị bất đắc dĩ thôi. Anh làm gì đấy? Cái điên à? Mày thụt ra, tao cần nói chuyện với Uyên. Nói gì? Tất cả nói hết rồi. Thì làm sao? Đây là chuyện giữa tao với Uyên, liên quan đếch gì mày, gà thằng bắn gà. Mày bảo ai là thằng bắn gà? Bố mày bảo mày đấy. Thì bố mày thích liên quan đấy. Mày làm sao? Làm sao? Anh Cường! Bỏ cháu ra đi! Anh Cường! Sao mày đánh anh? Anh không biết làm gì ngoài ném chén với cốc à? Cầm mồm đi. Gái nào chả là gái. Sao cứ phải khổ thế nhở? Làm luôn đi. Tao muốn thấy thằng Khoa nhục không ngóc đầu lên được.
làm cách nào mà để nó không còn đường đến Uyên được nữa. Làm đi, càng sớm càng tốt. Muốn nhanh thì phải bơm thêm xăng chứ.